Xin chào các bạn. Đây là cục pin dự phòng Anker, nó có tên là Anker Powercore Metro Essential 20.000 BD. Thì bây giờ mời các bạn xem video này để mình trên tay cục pin này nha. Thì đây là lần đầu tiên mình trên tay một cục pin dự phòng của Anker, rất là đẹp, đẹp nhất từ trước đến giờ. Nó bao gồm một cổng USB-C BD và một cổng USB-A mà Anker gọi đó là công nghệ Power IQ rất là đặc trưng. Anker họ vẫn làm theo cách đặc trưng của họ, đó chính là cổng USB luôn là màu xanh ở bên trong, nhìn rất là nổi bật cũng như nhìn rất là thẳng hàng luôn. Nó có dung lượng là 20.000 mAh, tuy nhiên thì hai cổng sạc này chỉ sạc 18W thôi, tức là đây là một thiết bị sạc dự phòng chỉ dành riêng cho smartphone. Khi mà các bạn hình dung với 20.000 mAh mà chỉ sạc 18W thì rất là thiết yếu. Các bạn có thể sạc cho cái thiết bị dung lượng pin lớn như hiện nay, ví dụ như mình đang trên tay con iPhone 11 Pro Max hoặc là chiếc Samsung Galaxy Note 10 thì các bạn có thể sạc được khoảng 5-6 lần với cái cục pin 20.000 này. Điều đặc biệt về cái thiết kế của Powercore Metro này đó chính là ở mặt trên Anker họ thiết kế đều bọc vải hoàn toàn. Ở mặt dưới cho đến những cái viền xung quanh thì họ đều ốp nhựa. Thì tuy nhiên mình không thích cái ốp nhựa này lắm, cầm vào nó không có đẻ tay, nhất là ở mặt dưới thì nó sẽ dễ chày. Nhưng mà khi mở hộp ra thì các bạn có được tặng thêm một cái túi nữa thì các bạn có thể bảo quản trong đó. Rồi quay lại cái phần mặt vải này, Anker họ thiết kế vải như thế này là để chúng ta có một cái cách sử dụng rất là cơ bản khi mà các bạn sử dụng pin dự phòng và cắm sạc, sau đó cắm vào chiếc điện thoại và các bạn sẽ có một cái tư thế xài pin dự phòng luôn luôn thế này, tức là điện thoại các bạn luôn đặt trên cục pin và cái phần mặt vải này nè. Đối với những bạn nào không xài ốp thì mình nghĩ cái phần mặt vải này nó sẽ tránh bị trượt, cũng như là chúng ta sẽ vừa cầm cục pin vừa cầm điện thoại nhắn tin hay gì đó một cách thoải mái nhất có thể. Mình rất là thích cái điểm này mà rất là ít hãng làm. Tiếp đến một cái đặc trưng nữa đó chính là cái nút nguồn cũng như là cái nút để xem dung lượng pin. Nó được thiết kế hình tròn đồng tâm như thế này bằng kim loại rất là đẹp, có 4 cái đèn để hiển thị mức dung lượng pin còn lại. Cái việc trang bị một cổng USB-A và một cổng USB-C như thế này á, thì chúng ta thường sẽ sử dụng cổng USB-C BD để sạc Power Delivery, sạc nhanh cho các thiết bị iPhone cũng như các thiết bị Android hiện nay. Còn cổng USB-A còn lại thì chúng ta sẽ sạc cho những cái phụ kiện ví dụ như là tai nghe hoặc là sạc cho cái Apple Watch. Cái việc mà trang bị hai cổng như thế này nó vừa không thừa cũng là vừa không thiếu để đủ nhu cầu để chúng ta sạc những thiết bị vừa phụ kiện vừa smartphone xung quanh và nó vẫn đảm bảo cái việc sạc nhanh. Rồi thì với 20.000 thì mình nghĩ đây là một cái sự lựa chọn rất là đáng chú ý khi mà các bạn có thể mang đi du lịch gì đó mà không lo hết pin. Với lại một cái mức công suất 18W mà sạc cho một cục pin 20.000 thì nó rất là lâu để mà các bạn phải sạc lại cho chính cái cục pin dự phòng này. Cục Powercore Metro Essential này mình mượn bên shop IT Shop đang bán với giá là 1.250.000. Thì đây là một sự lựa chọn khá là cân nhắc với số tiền đó mà các bạn có thể sở hữu được một cục pin 20.000 và sạc nhanh. Xin cảm ơn các bạn.